Y bằng ơ mũ trừ x và x bằng 1 nè. Bước đầu tiên là phương trình hoành độ giao điểm của hai thằng này. Được chưa? Cho hai thằng đó bằng nhau. Tệ quá thì bấm máy tính, nhưng mà đâu có cần gì đâu mà tệ. Lấy hai vế chia chia cho bao nhiêu? Chia cho ơ mũ trừ trừ x. Này chia cho ơ mũ trừ x ra 1 nè, đúng không? Chia thì lấy mũ gì? Trừ đi, lấy x trừ trừ x ra 2x bằng 1. Đúng chưa? Mà 1 chính là ơ mũ. Không, vậy x tương ứng, 2x tương ứng. Không, vậy x bằng 0, 1 cận, 2 cận. Bắt đầu lại đọc lại công thức. Diện tích sẽ bằng tích phân từ hai cận đó 0 đến đến 1. Trị tuyệt đối cái hàm thứ nhất. Trừ cái hàm thứ thứ hai dx. Ở đây lấy máy tính bấm được chưa? Có biết bấm trị đối chưa? Chưa. ABS á.